Xin chào tất cả các anh chị đến với video đọc livestream đọc sách của sách ngoài kiến thức cũng thường ngày hôm nay vào lúc 10 giờ đêm. Bao nhiêu số các anh chị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì cái gì comment tôi được không ạ? Nếu anh chị đã vào livestream rồi giúp theo chia sẻ livestream và tăng tên những người bạn của mình vào nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc vào phần số 2 các anh chị ạ. Sáng nay hôm qua thì chúng ta đã xong chương 1. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chương số 2. Quá trình làm việc của tâm thức các anh chị. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu quá trình làm việc của tâm thức. Bất luận điều gì được ý thức của anh chị cho là đúng thì tiềm thức sẽ thừa nhận và khiến điều đó xảy ra. Anh chị hãy tận hưởng, hãy tin tưởng vào hạnh vận và sự dẫn dắt thiêng liêng, những tác động tích cực tốt đẹp và tất cả những phúc lành của cuộc sống thì những điều tuyệt vời sẽ đến với các anh chị. Tâm thức của các anh chị là tài sản quý giá. Nó luôn song hành cùng anh chị. Nhưng mà anh chị có thể sở hữu được cái nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc của tâm thức nếu như anh chị học được cái cách sử dụng nó. Như chúng ta đã biết thì có hai cấp độ là ý thức và tiềm thức. Và anh chị cần nhớ một điều rằng là khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm nào đó thì nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó. Dù cái ý niệm, dù cái suy nghĩ, dù cái niềm tin của các anh chị là tốt hay là xấu thì tiềm thức nó vẫn vận hành theo đúng theo quy luật của nó các anh chị. Chính vì vậy, khi mà quy luật được áp dụng theo cách tiêu cực thì nó sẽ là cái nguyên nhân gây ra cái sự thất bại cho các anh chị đó. Vì vậy nên là anh chị hãy lựa chọn những cái niềm tin, những cái suy nghĩ nào mà nó tốt đẹp cho các anh chị thôi. Sự khác biệt giữa ý thức và tiềm thức là như thế nào? Thì anh chị cần nhớ rằng là ý thức và tiềm thức nó không phải là hai tâm thức, mà nó là cùng một cái tâm thức. Chúng chỉ là hai cái khu vực hoạt động trong cùng một cái tâm thức mà thôi. Ý thức của các anh chị thì nó có lý trí. Và chính vì cái mặt là nó có lý trí nên nó có thể là gì ạ? Nhận thức được và nó có thể là gì? Lựa chọn được. Và đó là cái tâm thức để cho anh chị lựa chọn. Ví dụ như là anh chị chọn là hôm nay, cái cả ngày hôm nay là một ngày tự do, một cái ngày mà anh chị đạt được những cái điều anh chị mong muốn. Hoặc là anh chị lựa chọn là cái cuộc sống của anh chị nó phải tự do, thành công, phải mạnh hạnh phúc trọn vẹn. Chứ anh chị không có lựa chọn một cuộc sống nó bằng hàng, thì đó là lựa chọn. Hoặc là anh chị lựa chọn giữa cái việc thức dậy vào lúc 7 giờ hay thức dậy lúc 8 giờ. Hoặc là anh chị có thể lựa chọn rằng là anh chị xem bộ phim này, xem bộ phim kia. Hoặc là anh chị có thể lựa chọn giữa cái việc xem phim hoặc là đọc sách phát triển tư duy. Thì đó là gì ạ? Tất cả là anh chị dùng ý thức. Và ý thức nó có lý trí nên nó có khả năng là, có khả năng là giúp anh chị lựa chọn. Tiềm thức của các anh chị thì nó sẽ chấp nhận những cái gì mà anh chị ghi khắc lên nó. Hoặc là những cái gì mà anh chị tin tưởng một cách có ý thức. Và tiềm thức nó không suy luận như cái việc mà ý thức vẫn làm. Và nó cũng không tranh luận với anh chị. Tiềm thức nó giống như một mảnh đất màu mỡ, nó tiếp nhận bất kỳ hạt giống nào, dù là hạt giống tốt hay là xấu, dù là suy nghĩ tốt hay là suy nghĩ xấu. Những ý nghĩ tích cực là những hạt giống tốt đẹp. Những ý nghĩ tiêu cực thì nó không có tính xây dựng. Và nó luôn âm ỉ trong tiềm thức của các anh chị. Và nó gây hại cho cuộc sống của các anh chị. Và không sớm thì muộn thì những cái gì mà anh chị ghi khắc trong tiềm thức của các anh chị nó cũng sẽ lộ diện ra bên ngoài. Các nhà tâm lý học đã tiến hành vô số cái thí nghiệm để mà thí nghiệm về tâm thức của các anh chị. Và họ đã thực hiện những cái nghệ thuật về thôi miên. Thì nghiên cứu cho thấy rằng là tiềm thức không thực hiện việc chọn lọc và đối chiếu những cái gì mà cần thiết trong quá trình suy luận, có nghĩa là nó không có khả năng suy luận. Nó chấp thuận tất cả những cái suy nghĩ, những cái ám thị nào các anh chị đưa vào, dù tốt hay là không tốt. Đôi khi ý thức thì được gọi là tâm thức khách quan, vì nó xử trí những cái đối tượng bên ngoài. Tâm thức khách quan nhận thức thế giới khách quan. Phương tiện quan sát của nó là ngũ quan của bạn. Ngũ quan là gồm mắt, mũi, miệng rồi các anh chị, nghe tai rồi đó.
Ví dụ nè, ví dụ để minh chứng cái việc mà anh chị nhận thức cái cuộc sống của các anh chị bằng ngũ quan nè. Giả sử như anh chị là một trong những hàng ngàn du khách đi đến thăm vườn quốc gia Canon mỗi năm, thì anh chị hẳn sẽ đi đến kết luận rằng là đó là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ diệu nhất thế giới. Thì cái kết luận này nó dựa trên cái sự quan sát của anh chị về cái độ sâu lạ thường của cái kỳ quan này. Và anh chị phải quan sát bằng cái ngũ quan các anh chị, thứ nhất là những cái đá nè, những cái thảm màu nè, và anh chị mới đưa ra quyết định đánh giá, đúng không ạ? Thì cái việc mà anh chị đưa ra quyết định đánh giá đó là dựa trên cái ý thức của các anh chị, dựa trên cái sự nhận thức bằng cái ngũ quan của các anh chị, bằng cái thính giác rồi thị giác, bằng cái ngũ quan của các anh chị bên ngoài. Còn tiềm thức ấy thì được coi là tâm thức chủ quan. Tâm thức chủ quan nó nhận thức môi trường bên ngoài như thế nào ạ? Nó nhận thức môi trường bên ngoài không phải là bằng những cái giác quan của cơ thể, mà tâm thức chủ quan nó lĩnh hội bằng những cái trực giác bên trong các anh chị. Thì nó là trung tâm của những cái cảm xúc và là kho lưu trữ của trí nhớ. Anh chị nhớ là cảm xúc và là kho lưu trữ. Tâm thức chủ quan thì nó thực hiện chức năng cao nhất của nó khi các giác quan không hoạt động. Ví dụ như tiềm thức của các anh chị, cái có nghĩa là tiềm thức các anh chị nó hoạt động cái khả năng cao nhất của nó khi các cái giác quan mắt, mũi, miệng các anh chị nó chìm vào giấc ngủ. Khi mà anh chị chìm vào giấc ngủ thì mắt, mũi, miệng, tai rồi đó, tất cả nó sẽ ngừng hoạt động. Thì lúc đó là tiềm thức các anh chị hoạt động mạnh nhất. Ngay nếu như anh chị muốn vận dụng sức mạnh tiềm thức thì anh chị hãy tận dụng trước khi đi ngủ. Tâm thức chủ quan nhìn nhưng không đụng đến cơ quan thị giác tự nhiên. Có nghĩa là tiềm thức của các anh chị nó cũng sẽ quan sát thế giới bên ngoài cuộc sống các anh chị, nhưng mà không có thông qua con mắt này, mà là bằng cái trực giác bên trong. Nó có khả năng thấu thị và thấu thính. Có nghĩa là nó có thể nhìn xuyên một cái vật gì đó, và nó có thể là nghe được âm thanh, xuyên được âm thanh, gọi là thấu thị thấu thính. Nó có thể nhìn thấy và nghe thấy những cái sự việc đang diễn ra ở nơi khác. Tâm thức chủ quan có thể rời khỏi thân xác của các anh chị và chu du đến những nơi xa xôi và mang về cho anh chị thông tin với sự chính xác và trung thực nhất. Nhờ như vậy mà nhiều người họ có thể đọc được những cái bức thư mà còn phong bì còn đóng kín. Và nhờ cái yếu tố này anh chị có thể tận dụng để mà đặt những cái câu hỏi. Có những cái câu trả lời anh chị không thể nào tự trả lời được, có những câu hỏi anh chị không thể nào trả lời được, mà anh chị phải nhờ đến tâm thức của các anh chị phải nhờ đến tiềm thức. Tại vì tiềm thức có khả năng thấu thị thấu thính và chu du đến nơi khác. Có thể anh chị ngồi ở đây nhưng mà tiềm thức anh chị nó sẽ đi ra nước ngoài để nắm bắt thông tin thì các anh chị, hoặc là nó có thể là quay lại về quá khứ để nó tìm hiểu một cái manh mối nào đó cho cái điều mà anh chị đang muốn giải quyết ở đây bây giờ. Rất là tuyệt vời đó, nên là người ta mới có cái câu rằng là không có ai có thể giúp anh chị bằng chính tiềm thức của mình. Và nếu như anh chị đang gặp cái trắc trở nào đó mà anh chị đi tìm lời khuyên từ người khác ấy, thì người khác họ có thể là không hiểu các anh chị bằng chính tiềm thức các anh chị hiểu chị đâu, nên là họ sẽ cho anh chị cái câu trả lời nó chưa chưa gọi là hoàn hảo bằng tiềm thức các anh chị. Nên tốt nhất là anh chị hãy hỏi tiềm thức của mình trước, và tiềm thức nó sẽ mách bảo anh chị nên đi hỏi ai và nên đi làm gì, thì lúc đó anh chị hãy làm. Và một khi mà anh chị hiểu được sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức thì anh chị sẽ ở vào một một cái vị thế tốt hơn trong cái nghệ thuật là cầu nguyện đích thực. Thì lúc đó anh chị sẽ biết cầu nguyện đích thực là như thế nào và làm sao những cái lời cầu nguyện của các anh chị nó sẽ đạt được kết quả. Tiềm thức thì nó không có lý luận như lý ý thức các anh chị. À mà các anh chị uống nước ha. Nếu như anh chị cho tiềm thức của mình những cái thông tin sai lạc thì nó cũng sẽ nhìn nhận là thật thôi. Dù những ám thị của anh chị có sai lầm thế nào đi chăng nữa thì tiềm thức vẫn khiến nó xảy ra ở cái hoàn cảnh bên ngoài trong cuộc sống các anh chị. Nên là những cái niềm tin, những cái suy nghĩ
những cái thông tin mà các anh chị cho tiềm thức ấy, anh chị nói cho tiềm thức mình biết ấy, anh chị phải nói cho chính xác. Đó là người ta gọi là đừng có đùa giỡn với tiềm thức. Anh chị lỡ anh chị nói cái điều gì đó mà nó không tốt cho các anh chị nha, hoặc là nó không tốt cho người khác mà tiềm thức nghe được, thì anh chị phải biết cái cảnh cỡ nào nó cũng sẽ giúp cho cái điều đó nó xảy ra bên ngoài cuộc sống anh chị. Nên là nếu như mà anh chị nói, lỡ nói cái gì mà nó không tốt cho mình mà không tốt cho người khác á, thì anh chị hãy dừng lại và nói là xin lỗi tiềm thức, xin lỗi vũ trụ, xóa đi, xóa xóa cái đó đi, xóa đi. Và tất cả những cái gì mà xảy đến với anh chị á, là nó đã xảy ra đó, xảy ra cuộc sống của anh chị á, là do những cái ý nghĩ anh chị ghi khắc trong tiềm thức của anh chị thông qua cái niềm tin. Nếu như anh chị truyền đạt những cái khái niệm sai lệch đến tiềm thức, thì điều quan trọng cấp bách bây giờ là anh chị hãy hiểu, điều chỉnh lại đi ạ, điều chỉnh lại cho đúng. Và bây giờ tốt nhất là ngay từ bây giờ nè, anh chị hãy học cái cách mà liên tục truyền đến cho tiềm thức của anh chị những cái ý nghĩ nào mà nó mang tính xây dựng, mang tính xây dựng là mang tính phát triển ấy, mang tính là tốt hơn ấy, hoặc là nó mang tính hòa hợp. Hòa hợp có nghĩa là mình với người khác hòa hợp với nhau, mình hòa hợp với mọi người xung quanh. Bằng cách này thì anh chị có thể hình thành được cái thói quen mới mẻ và lành mạnh trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của anh chị. Vì tiềm thức chính là nơi cư ngụ của thói quen. Có nghĩa là tiềm thức nó chỉ diễn ra, nó sẽ nuôi dưỡng những cái niềm tin nào á, nó được lặp đi lặp lại và nó được diễn theo thói quen các anh chị. Tiềm thức nó được hoạt động theo, dựa theo những cái thói quen các anh chị. Ở ví dụ như là anh chị có cái thói quen là gì ạ? Tiêu tiền. Nếu mà anh chị có thói quen tiêu tiền thì chắc chắn là tiềm thức sẽ giúp cho các anh chị trở thành cái người gì ạ? Người tiêu hết sạch tiền. Có nghĩa là hôm nay anh chị tiêu tiền, ngày mai anh chị tiêu tiền, thì tiềm thức nó chỉ biết là anh chị là người có thói quen tiêu tiền, và nó sẽ xây dựng cho anh chị trở thành một người có thói quen tiêu tiền. Còn nếu như anh chị là người nhất quán, thì hôm nay anh chị nhất quán, ngày mai anh chị nhất quán, ngày mốt anh chị nhất quán, trong sự việc này anh chị nhất quán, trong sự việc kia anh chị nhất quán, trong sự việc này nhất quán, thì tiềm thức anh chị nó cũng nhất quán luôn. Còn nếu như anh chị có thói quen là ngủ dậy muộn, hôm nay ngủ dậy muộn, ngày mai ngủ dậy 6 giờ, ngày mốt giờ ngủ dậy 6 giờ, ngày kia ngủ dậy 6 giờ, thì ok, tiềm thức anh chị nó cũng ngủ dậy 6 giờ luôn. Nếu như anh chị là một cái người mà tốt bụng, suy nghĩ luôn, suy nghĩ tốt cho người khác, thì hôm trong trường hợp này anh chị nghĩ tốt cho người khác, trường hợp sau anh chị nghĩ tốt cho người khác, thì tiềm thức anh chị nó cũng nghĩ tốt cho người khác. Có nghĩa anh chị hãy tưởng tượng như tiềm thức của mình nó giống như là đứa con của mình vậy đó. Anh chị sao thì nó y chang vậy, và nó là chính là nơi cư ngụ của những thói quen. Anh chị có thói quen gì, tiềm thức của anh chị nó sẽ có thói quen đó. Vậy thì em hỏi các anh chị muốn huấn luyện cho tiềm thức của mình trở thành có những thói quen của những người thành công không? Nếu như có thì bản thân của anh chị phải tự luyện cho cái ý thức của các anh chị á, tự luyện cho bản thân của mình những cái thói quen những người thành công. Tự động tiềm thức các anh chị nên sẽ có thói quen người thành công. Và nó có thói quen người thành công thì chắc chắn là anh chị cỡ nào cũng thành công. Là cỡ nào tiềm thức nó cũng sẽ làm anh chị thành công. Em ví dụ đơn giản thế này ạ. Em muốn tiềm thức của mình nó giúp cho em có một cái body nó xinh đẹp, nó sexy một cách gì đó. Chỉ cần tiềm thức nó làm á, có nghĩa bao nhiêu số các anh chị công nhận là anh chị làm một cái việc gì đó mà cơ thể các anh chị nó chịu đồng hành với các anh chị, nó chịu chiều theo các anh chị muốn tập thể dục, ok, nó nhảy ra, nó lăn xả ra, nó tập thể dục, nó tập, anh chị sẽ không bao giờ cảm thấy mệt. Và nếu như anh chị muốn rằng là kinh doanh, hoặc là đi gặp khách hàng, hoặc là đi kết nối đối tác, mà tiềm thức anh chị nó cũng khoái cái việc đó, thì con cái cơ thể các anh chị nó cũng khoái cái việc đó, thì anh chị làm rất dễ dàng. Có nghĩa là nếu như anh chị làm một cái việc gì đó mà có cái con người bên trong và tiềm thức nó đều chiều, nó đều thuận theo các anh chị, đều muốn làm cùng với các anh chị ấy, thì anh chị làm cái việc gì nó cũng nhẹ, nó cũng nhẹ nhàng, thoải mái hết đó. Mà anh chị làm một cái việc gì đó mà cái con người bên trong nó không thuận theo, nó thích một kiểu khác, anh chị thích một kiểu khác, thì em đố anh chị là anh chị làm mà thoải mái mới lạ. Anh chị sẽ rất là trằn trọc và anh chị sẽ rất là khó chịu. Ở đây ví dụ như là em theo biết rằng là bây giờ cái việc mà mình kiến tạo cho mình cái body đẹp, nếu như bản thân một mình làm mà ý thức mà tiềm thức của mình nó không chịu theo á, là rất là khó. Ở đây là hàng ngày em như vậy á, tạo cho mình cái thói quen ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng,
Hôm nay không, nếu mà hôm nay em ăn, ngày mai em không ăn, ngày mốt em ăn, ngày kia em không ăn, thì tiềm thức của em nó sẽ biết là gì ạ? À, nó cũng y chang vậy, nhưng sẽ không có khoái. Nhưng mà hôm nay em ăn, ngày mai em ăn, ngày mốt em ăn, tiềm thức nó nhận diện, à nó phải có thói quen ăn uống dinh dưỡng đầy đủ chất thì nó sẽ thuận theo em. Và hôm nay em tập thể dục, ngày mai em tập thể dục, ngày mốt em tập thể dục, thì tiềm thức của em nó cũng có thói quen tập thể dục luôn. Nên là đến cái ngày số 10 đó mà em không tập là nó tự động nó kêu em ra tập. Nên là nếu như ngày hôm nay em ăn dinh dưỡng, ngày mai em ăn dinh dưỡng, ngày mốt em ăn dinh dưỡng đầy đủ chất, em ăn đầy đủ chất nha, có nghĩa là ăn đạm phải đủ 45 gram, rồi tinh bột nó phải ít hơn đạm, thì nếu mà em luyện được cái đó trong vòng 3 lần đi, nó tạo ra thói quen đi, trong vòng 30 ngày tạo thói quen đi, thì cái ngày số 31 nếu như em không làm á, thì thức nó sẽ lâu em ra để làm vì nhiều. Và về tài chính cũng vậy, nếu như ngày tháng này anh chị có thu nhập 100 triệu lợi nhuận, anh chị luyện được, anh chị có thói quen thu nhập là 100 triệu lợi nhuận, tháng sau anh chị luyện, anh chị có thói quen chây 100 triệu lợi nhuận, tháng sau nữa chây 100 triệu lợi nhuận, thì yên tâm, tiềm thức các anh chị nó sẽ được huấn luyện và đào tạo với cái một cái con người là tạo ra được 100 triệu lợi nhuận. Thì dù những cái tháng sau nữa nếu mà anh chị lười biếng, hoặc là anh chị cái công việc kinh doanh các anh chị có lười, hay anh chị có làm gì chăng nữa, thì tiềm thức nó cũng cỡ cách nào nó cũng làm cho anh chị có 100 triệu lợi nhuận, nó cũng sẽ lâu đầu anh chị vậy, hoặc là nó cũng sẽ làm cho anh chị phải có 100 triệu lợi nhuận. Và mình á, bắt tiềm thức làm á, thì chưa dễ, nhưng mà tiềm thức nó bảo mình làm thì dễ lắm, tại vì nó chiếm tới 90%. Nếu như mà nó làm cái gì đó mà nó rủ mình làm cùng á, thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, sống thoải mái. Nhưng mà cái gì mà anh chị muốn làm mà nó không muốn làm á, cái đó mới cực, tại vì nó chiếm tới 90% là cái năng lực của anh chị có đi cùng nó thì anh chị cũng mua lửa thôi. Cái kiểu như là mẹ em á, thì làm gì cũng rất giỏi đúng không ạ? Thì giả sử mẹ em mà tiềm thức đi, mẹ em làm gì cũng giỏi hết, còn em đi theo là coi như là không. Em kể ví dụ bé Mưa của em thì nó rất là giỏi, nói về cái việc làm những việc linh tinh là nó làm rất giỏi. Thế bây giờ mà cái việc đó mà em muốn làm á, mà nó không muốn làm á, đúng thiệt là em mà rủ nó đi cùng là một mình em làm thôi. Tại vì nó không muốn làm đâu, anh chị công nhận không? Thì con bé em gái Mưa của em nó là tiềm thức đi, là tiềm thức của em đi. Khi mà làm những cái việc gì đó mà em muốn làm mà nó không muốn làm là em cực ấy. Còn chỉ cần mình cái việc gì đó mà nó muốn làm á, là nó chỉ cần nói em một tiếng thì em đi kề kề nó cũng được. Thì quan trọng là nó là người làm mà. Nhưng mà cuối cùng nó cũng mang lại kết quả chi, chị hình dung không? Nên là chúng ta cần phải vậy, nên là em luôn tập cái thói quen. Tại vì em sao nói vậy mà, em luôn tập cho mình cái thói quen là làm cái việc gì cũng xuất sắc, để cho nó làm gì cũng xuất sắc. Ở đây mỗi lần mà nó làm gì đó cho mình thì nó xuất sắc mất. Ở đây là anh chị, đó là người ta gọi là huấn luyện tiềm thức. Và nếu như bên cạnh các anh chị có ai đó mà làm việc cùng với các anh chị đi, chị công nhận không? Anh chị có thói quen sao nó có thói quen chạy. Giống như là thường anh chị làm sếp mà nhân viên các anh chị nha, anh chị là sếp, anh chị đi làm trễ, nhân viên các anh chị nó đi làm trễ. Anh chị muốn mà nhân viên nó đi làm đúng giờ để nó hoàn thành công việc, anh chị tốt không? Anh chị muốn không? Thì anh chị đi làm đúng giờ đi, không cần phải bắt, mà chỉ cần nói rằng anh chị chỉ cần đi làm đúng giờ là nó đúng giờ. Và khi mà nhân viên các chị đi làm đúng giờ thì chắc chắn là hoàn thành công việc anh chị tốt hơn. Thì ai là người có lợi? Anh chị luôn có lợi. Tiềm thức các anh chị cũng vậy, tiềm thức của các anh chị nó không khác gì là một cái người nhân viên, không khác gì là một cái người thực hiện cho anh chị tất cả những thứ anh chị muốn. Nhưng mà được cái là nó là một đứa trẻ, bây giờ nó phải có thói quen người thành công á, thì nó mới làm việc cho anh chị, nó mới tạo ra thành công cho anh chị được. Nên là anh chị phải là cái người huấn luyện cho nó. Nhưng mà muốn nó có thói quen người thành công thì bản chất anh chị phải là người thành công. Anh chị không thể nào mà thức dậy trễ suốt mà anh chị đòi tiềm thức ơi kêu tôi dậy, không có kêu được. Nên là hôm nay ra quyết định anh chị muốn á, anh chị muốn á là tới 4 giờ tiềm thức tự động kêu anh chị đúng không? Ok, anh chị luyện đi. Hôm nay anh chị ra quyết định 4 giờ kêu chị dậy nha, thì đúng 4 giờ nó kêu anh chị phải dậy, còn không không tỉnh nha, còn nằm nướng nha. Ok, ngày hôm sau, cái ngày hôm sau anh chị nói là em 4 giờ kêu chị dậy nha, cái hôm sau nó 4 giờ nó kêu anh chị tiếp, nhưng anh chị lại nằm nướng tiếp. Và ngày thứ ba anh chị nói là 4 giờ kêu chị dậy nha, 4 giờ nó kêu anh chị tiếp nhưng ông chị vẫn nằm nướng tiếp. Thì em nói ngay chị ngày thứ tư đừng hòng nó kêu cho anh chị, hình dung không? Không có kêu nữa đâu. Và lúc đó là tiềm thức nó không nghe lời anh chị nữa,
anh chị nói một đường, anh chị làm một nẻo thì nó không, nó cũng y chang vậy. Cái thằng đó nó cũng bây giờ nó cũng nằm nướng rồi. Thì anh chị nói 4 giờ kêu chị dậy nha, ô nó nướng luôn rồi, các anh chị ơi đừng có mà kêu nữa, nó không kêu nữa đâu. Nó cũng bởi vì nó cũng có thói quen ngủ nướng rồi, sau 3 ngày anh chị huấn luyện cho nó rồi. Anh ấy tốt nhất là gì ạ, khi mà anh chị nói gì á, ban đầu nó sẽ làm cho anh chị, nhưng anh chị phải tạo ra thói quen. Bởi vì tiềm thức nó đang cư ngụ ở trong cái thói quen. Thế anh chị muốn tiềm thức, anh chị có thói quen đọc sách không? Ok, luyện đi. Ví dụ như anh chị ra quyết định là ê tiềm thức ơi, hôm nay mình cùng nhau đọc sách nha. Thì đúng cái giờ đó ngồi vô mà đọc. Để tiềm thức các anh chị nó có thói quen. Chứ anh chị nói là ê tiềm thức, nay 4 giờ chiều chị em đọc sách. Nó đang lười, nó đang ủ rũ, mà cái tới 4 giờ anh không thấy anh chị đọc. Cái anh chị giới vào 4 giờ rưỡi cũng không thấy anh chị đọc, 5 giờ anh chị mới đọc. Cái biết nó làm sao không? Nó cũng y chang, ngày hôm sau anh chị rủ 4 giờ tiếp, nó làm sao anh chị biết không? Chắc là 5 giờ chị mới đọc nên là 4 giờ nó lo đi chơi. Nó đi chơi rồi thì anh chị sẽ không huấn luyện nó được. Anh chị hình dung được không ạ? Hơi dài một tí nhưng mà em nghĩ là anh chị sẽ hình dung được cái việc mà anh chị huấn luyện cho tiềm thức nó quan trọng như thế nào. Nên là thường thường anh chị để ý xem những anh chị nào mà có cái thói quen không phải là thói quen người thành công á, thì tiềm thức của các anh chị nó cũng không có thói quen người thành công. Và chính xác là anh chị có vận hành tiềm thức cỡ nào nó cũng đã kết quả tốt được. Tại vì con nhỏ tiềm thức nó đang có thói quen của người không thành công mà. Thì bây giờ nó chỉ mang cho anh chị đến cái kết quả là thất bại thôi. Cho nên là được cái á, muốn sử dụng tiềm thức á là anh chị phải huấn luyện nó. Và em phải mất 2 năm, hồi xưa mới bắt đầu em huấn luyện biết bao nhiêu. Có nghĩa là em không dám nói cái gì ra là mình phải đúng cái chính xác cái đó. Lỡ mình nói chiều nay đi đâu là chiều nay mình đi. Mình lỡ mình nói là 9 giờ đọc sách là 9 giờ phải leo lên đọc sách, không dám trễ một giây một phút nào. Tại vì sợ bà tiềm thức mình lười biếng. Sợ cái bà tiềm thức bà bị thói quen, mà bị cái kiểu mà ì ạch của mình nó, cái tính ì của mình nó nhiễm qua nó. Đâu có dám đâu. Nên nếu anh chị nào mới bắt đầu thì anh chị cũng nên luyện như vậy ha. Giống như mấy đứa nhỏ các anh chị. Con các anh chị mà anh chị nói rằng là chiều nay mẹ chở con đi chơi nha. Chiều mà thử không chở nó đi rồi biết cái cảnh. Mà giấu nó 3 lần nữa thì anh chị biết luôn. Không có nghe anh chị nữa đâu. Anh ấy tiềm thức y chang. Rồi vậy thì nó gặp một cái là anh chị tiềm thức á, thì nó rất là nghe lời các anh chị. Nhưng mà được cái là anh chị phải huấn luyện. Anh chị huấn luyện cho nó và phải tạo cho nó thói quen, và chỉ cần nó có thói quen hành động rồi thì anh chị yên tâm, anh chị sẽ nhẹ nhàng, giống như là anh chị sẽ có một cái người thay thế và làm việc cho anh chị vậy đó. Nhưng mà thời gian đầu thì anh chị hơi 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 vướng một chút là phải tạo thói quen cho nó. Nên là suy nghĩ thường ngày của ý thức tạo ra những rãnh sâu trong tiềm thức. Thì cái suy nghĩ thường ngày của chúng ta sẽ vô tình tạo cho cái thói quen của bạn tiềm thức của mình. Nếu những cái suy nghĩ thường ngày của mình là hài hòa, an bình, tích cực thì tiềm thức của các anh chị nó cũng sẽ hài hòa, an bình và tích cực. Thì khi mà tiềm thức mà nó hài hòa rồi thì sao mà nó làm, nó xử lý việc gì nó cũng hài hòa với mọi người. Khi mà tiềm thức các anh chị nó an bình thì nó làm việc gì nó cũng tạo ra cái sự an bình. Khi mà tiềm thức tích cực thì nó sẽ làm việc, nó dựa theo những cái suy nghĩ mà nó tạo ra cái cuộc sống tích cực cho các anh chị. Có bao giờ anh chị là nạn nhân của nỗi sợ hãi không ạ? Có bao giờ cái sự hoang mang là những cái dạng suy nghĩ phá hủy anh hại có tính phá hoại chưa? Có bao giờ anh chị nghĩ vậy không? Những cái nỗi sợ các anh chị, những cái sự hoang mang các anh chị, nó là một cái những cái dạng suy nghĩ có tính phá hủy. Phá hủy tế bào, phá hủy cái con người bên trong các anh chị. Và chúng ta sẽ đến một cái nội dung là sức mạnh phi thường của sự ám thị. Chúng ta thấy cái đoạn này ha. Qua những cái gì tìm hiểu thì anh chị có thể thấy rằng là ý thức nó phục vụ như là một người gác cổng vậy đó. Một trong những chức năng cốt yếu của ý thức là nó bảo vệ tiềm thức khỏi những cái ấn tượng lầm lạc. Lý do mà cái điều này quan trọng là bởi vì nó liên quan đến một cái quy luật của tâm thức, là tiềm thức rất nhạy cảm với sự ám thị.
Nhạy cảm là sao ạ? Nhạy cảm có thể là nếu như ai đó nhầu nhét một cái điều gì đó đủ lâu á, là nó sẽ ghi vào trong tiềm thức. Mà tiềm thức mà nó ghi cái gì vô là nó khiến cái đó xảy ra. Nên nếu như vô tình mà tiềm thức của các anh chị mà nó nghe được một cái lời ám thị gì đó không tốt thì nó sẽ khiến cho cái cuộc sống anh chị trở nên không tốt. Nên người ta mới nói là tiềm thức rất nhạy cảm với sự ám thị. Như bởi vì vậy nên là ý thức nó mới đứng ra để nó bảo vệ tiềm thức. Cái nào tốt thì nó cho vô, nó cho tiềm thức đón nhận, nó giống như nó cho tiềm thức ăn. Còn cái nào mà nhắm không tốt là nó không cho tiềm thức ăn. Tiềm thức nó không làm những cái việc ví dụ như đối chiếu và so sánh, nó không có đối chiếu rằng là hình như cái suy nghĩ này là không có tốt cho mình, nó không có làm như thế được, nó không có lý trí mà. Tiềm thức nó không có lý trí mà. Có bao giờ anh chị bị người khác chửi là không có lý trí chưa? Không có lý trí là không có suy nghĩ. Tại vì tiềm thức nó không có tự mình suy nghĩ và suy luận được, nó không có khả năng đó. Cái khả năng của nó là đồng ý và chấp thuận, nó chỉ có biết ok và ok thôi, chứ nó không có biết suy luận, nó không có cái tính ì luôn, nó cho mình nó không có biết suy luận, nó không có biết từ chối á, kiểu như là không biết từ chối. Và cái chức năng mà suy luận suy nghĩ là nó là của thằng ý thức. Bây giờ mỗi thằng sinh ra có mỗi nhiệm vụ khác nhau mà. Vậy thì tâm thức anh chị quá tuyệt vời không ạ? Anh chị được sinh ra trên cuộc đời này giống như mình được cấu tạo thành một cái cơ thể mà nó quá đỉnh cao các anh chị. Mỗi thằng có mỗi nhiệm vụ khác nhau hết. Nhưng mà quan trọng là do chúng ta không hiểu được cơ thể của mình. Chúng ta lại không hiểu được bộ não của mình nó hoạt động ra làm sao. Chúng ta không biết thằng nào có nhiệm vụ nào để mình giao việc cho nó đúng. Thì tiềm thức nó đơn giản chỉ là phản ứng lại với những cái ấn tượng mà nó được ý thức truyền cho. Nghĩa là tiềm thức, ý thức mà nói nó cái gì, cho nó vô cái gì, truyền vô người nó cái gì là nó chọn, nó đồng ý cái đó và nó sẽ yes là nó ok, nó làm cho ra đó. Nó làm cho ra luôn á. Nên là người ta mới gọi là đừng có đùa giỡn với tiềm thức vậy, nó giống như là cái đứa không có lý trí mà. Chị đã từng gặp một người không có lý trí anh chị biết rồi. Nó không có lý trí. Nó không có suy nghĩ, không biết suy nghĩ. Cái bài tiềm thức nó không biết suy nghĩ. Người ta nói là làm gì cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà thằng tiềm thức không biết suy nghĩ. Nên nó mới cần cái thằng ý thức đi kế bên. Cái thằng ý thức nó biết suy nghĩ. Nhưng mà cái thằng ý thức mà nó biết suy nghĩ hay không á, là nó nhờ các anh chị học tập phát triển tư duy. Chứ anh chị không có nạp kiến thức, không có nạp thông tin thì nó suy luận kiểu gì? Có phải là khi mà anh chị suy luận một điều gì đó, anh chị phải có dữ liệu thông tin không? Bây giờ ý thức của anh chị, tiềm thức thì nó đã không biết suy luận đã đành, nó nhờ tới ý thức. Nhưng mà cái thằng ý thức nó là ngu muội, nó là không biết, nó không có thông tin kiến thức thì nó cũng chả biết suy luận gì, và nó suy luận sai nữa, thì cái thằng tiềm thức nó hưởng chứ giờ sao. Ở đây là các anh chị muốn muốn tốt cho cơ thể các anh chị ấy, nên anh chị phải cho thằng ý thức đi học, luôn luôn cập nhật thông tin kiến thức. Cái thằng ý thức đó nó mới, mới có khả năng suy luận. Nó có khả năng suy luận thì nó mới đưa vô cái thằng tiềm thức sao ạ. Nó mới cho thằng tiềm thức biết là cái này ok tốt nè, xử lý. Còn cái này thôi để dẹp ra. Đó. Thì nếu mà anh chị muốn thì anh chị phải làm như thế. Còn muốn nhanh hơn nữa thì cho hai cái thằng nó đi học luôn. Ý thức tiềm thức thì đi học luôn. Cái thằng tiềm thức nó học được cái gì thì nó học, còn nó không học được cái gì thì kệ, để cái thằng ý thức gì nó chỉ lại. Đó. Thì cho nó nhanh. Thì thằng tiềm thức á, mà muốn học á, thì thường thường là cho cái học cái giờ mà trước khi đi ngủ á, thì nó hơi mạnh cái giờ đó. Nhưng mà tóm lại á, là làm sao mà cái thằng ý thức mà nó dịu dịu xíu là cái thằng tiềm thức nó học nó mới giỏi. Còn cái thằng ý thức mà đi kế bên thằng tiềm thức là nó không có được đâu. Tại vì lúc này nó bị cái thằng kia giống như mẹ đi, có bà mẹ kế bên. Không có bà mẹ kế bên thì mình thoải mái tung hoành. Chứ có bả kế bên lại đâu có làm gì được đâu, phải nghe theo lời bả. Nên nếu mà anh chị đưa tiềm thức đi học á, anh chị biết chắc là đưa tiềm thức đi học cái đó là tốt á, thì anh chị làm sao anh chị phải để cái thằng ý thức kia nó lặn xuống cho nó ngủ bớt đi thì mới đưa vô tiềm thức được. Nhưng mà tốt nhất là cho lúc nào cũng phải dẫn cái thằng ý thức đi học cho nó cập nhật thông tin,
cho nó đọc sách tư duy triệu phú, cho nó gặp người thành công để nó biết suy luận như người thành công, để nó biết cư xử như người thành công, để nó dạy lại cho cái thằng tiềm thức cư xử như như người thành công. Đó nên là cả hai cùng quan trọng, ý thức tiềm thức gì nó cũng quan trọng hết. Một trong hai mà nó có vấn đề là anh chị cũng có vấn đề. Ở đây là tiềm thức nó không có chọn lựa cái phương án hành động đâu, mà nó chỉ tiếp nhận những cái gì mà ý thức ban cho thôi. Có nghĩa là bảo sao thì làm vậy vậy đó. Không có biết, không có suy luận, nó không có suy nghĩ, nó không có lý trí. Mà sự ám thị nó có tác động cực kỳ mãnh liệt nha. Thì anh chị hãy tưởng tượng là chị đang đi trên một con tàu lắc lư, và anh chị có một cái cô bạn đồng hành mà nói là anh chị đấy, có một cái người bạn đồng hành của anh chị đấy mà nói: "Chà, trong em là không được khỏe lắm nhỉ, có cần anh phải dìu em xuống không, chứ anh thấy mặt em tái mét lên rồi kìa. Sao mặt mày tái mét vậy em, đưa lên dìu xuống cái bon kia ngồi nghỉ tới đi." Tự nhiên nghe nhỏ nói thì tự nhiên anh chị cũng xéo luôn, cũng là: "Vậy hả anh, mặt em tái lắm mà hồi kia em thấy sao cũng nhá, thấy sao nó hơi bủn rủn người anh ơi, hay anh dìu em xuống em ngồi đi chứ em thấy sao nó chóng mặt quá." Đang yên đang lành cái tự nhiên cái bị ám chi vậy, anh chị Dung là bị ám chưa, thì cái người phụ nữ nó tự nhiên cái bị tái mặt luôn, tái nhợt, là do cái lời ám thị của cái người đàn ông đó, vì cái chứng say sóng. Và sẵn cái bà cô gái này bà đã sợ say sóng, bà đang sợ say sóng, bà đang lo rằng là đi một tí nữa là mình sẽ say sóng, mình sẽ nôn, mình sẽ này kia, cuối cùng là ám trúng y luôn, nói cái phát là vô luôn, tiềm thức vô luôn. Tại vì ý thức của cô ấy là gì ạ? Đang có cái ý định là sợ xảy cái vụ say sóng rồi. Nên là cái người đàn ông kia nói vô nữa là coi như là thằng ý thức nó cho thằng tiềm thức nhận lệnh luôn. Thì tiềm thức ơi, coi say sóng rồi em ơi, say sóng rồi em ơi. Thì tiềm thức nó có biết nghĩ gì đâu, nó nghe say sóng, vậy là say sóng à, kích hoạt cơ thể say sóng mà, ok để kích hoạt. Kích hoạt sao mà mặt rồi tái mét rồi cơ thể bắt đầu bủn ra. Cái con tiềm thức nó không có biết, nó ngây thơ vô số tụ, nó ngây thơ mà nó kiểu như là không có lý trí, mà nó thấy cái thằng kia nói cái rồi thằng ý thức, thì thằng ý thức đang sợ mà, ý thức là đang có ý định là báo cho tiềm thức biết là sẽ sống rồi, sống rồi đang quéo quéo rồi, quéo rồi em ơi, sắp quéo rồi. Thì tiềm thức có biết thỉ đâu, nghe ủa vậy là sẽ sống à, ok để em bật chế độ sẽ sống, rồi nó bật cái chế độ sao mặt rồi tái tái mét luôn, người rồi bủn rủn luôn, cuối cùng nhập vô luôn, đưa đi ra nằm nghỉ luôn. Vậy nhưng mà nên là cái sự ám thị của nó rất là ghê gớm anh chị. Nếu như mà anh chị bị ám những cái điều mà nó tương tự như vậy thì có tốt cho anh chị không? Không. Nhưng có một cái điều rất quan trọng này. Những cái phản ứng các anh chị nó khác nhau, thì cùng một sự ám thị thì nó có những cái phản ứng khác nhau, nó tùy theo cái ý thức của anh chị. Ví dụ như cũng trong cái trường hợp đó nha, cũng trong cái trường hợp mà trên cái con thuyền đó, trên cái con tàu đó, ở cái người đàn ông nó không ám thị cô gái đó, mà đến ám thị cái ông thuyền trưởng. Ông thuyền trưởng đang lái cái con tàu hát vu vơ: "Tình vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao." Cái tự nhiên anh chị tới, anh chị nói là: "Ủa anh, sao tôi thấy mặt anh tái mét vậy, anh đang bị say sóng hả?" Cái ông quay qua ông nói: "Không, mày bị khùng hả, tao đang lái tàu mà mày bị khùng, mày nói tao say sóng mày." Thế thì cái người đàn ông nó có bị gì không ạ? Không. Tại vì cái người đàn ông đó, ý thức của ông đang tỉnh táo, đang khỏe mạnh, đang biết rằng là say sóng là của mấy cái bọn phụ nữ tay yếu chân mềm thôi, chứ còn mình đây lấy thuyền trưởng ai đi say sóng. Đó là thuyền trưởng mà đi say sóng thì đi làm thuyền trưởng làm cái gì? Nghĩa là ý thức của ông là nhận thức được như thế. Nên cái thằng kia nó tới nó ám, nó không có vô được. Cái thằng ý thức nó không cho vô là nó không vô được. Còn thằng tiềm thức nó đâu có, nó có thằng tiềm thức nó có biết khỉ gì đâu, nó cứ ngồi nó chờ lệnh thôi. Thì cái ông này chờ lệnh là gì, tao là thuyền trưởng mà, tao thuyền nữ tao phải tỉnh táo chứ. Thì tiềm thức nó chỉ biết là thuyền trưởng thì tỉnh táo, thì nó cho tỉnh táo, nó bật cái chế độ tỉnh táo thôi, chứ cái câu kia đâu cũng vô được, anh chị hiểu không? Nên là cái thằng tiềm thức nó chỉ làm theo cái thằng ý thức thôi. Nên ý thức các anh chị mà cái kiểu mà run run sợ sợ mà sợ sợ hoảng hoảng là dễ bị lắm. Nên là ý thức các anh chị phải được đi học, phải được rèn luyện, phải được tạo những thói quen của những người thành công, phải được vững chắc, phải được nhiễm từ, phải được vững chắc, phải 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 tự tin,
cứ kiểu sợ 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 là bị mấy kia nó ám cái là coi như tiềm thức nó cần một ý thức khỏe mạnh tự tin để bảo vệ nó, mà ý thức mà cứ lung lay kiểu đó là không có bảo vệ được tiềm thức đâu ạ. Tiềm thức nó mỏng manh lắm, nó mạnh, nó có sức mạnh nhưng mà nó mỏng manh, dễ dễ vỡ. Ai nói cái gì là nó không có lý trí mà cứ bảo gì nó làm thôi. Thì anh chị, nếu mà anh chị mà cái người thuộc cái tiếp người mà lo sợ này kia ấy, thì anh chị sẽ rất dễ bị kẻ xấu ám thị các anh chị. Những cái người mà xấu tính ấy, họ ám thị các anh chị một cái là gì vậy? Anh chị cho tiềm thức nó nghe là xong. Giống như anh chị tưởng tượng là trong nhà các anh chị có một cái ông bụt đi, một cái con tiên đi, một cái con tiên. Thì cái con tiên này nó có thể biến tất cả những thứ anh chị muốn thành hiện thực. Nhưng mà con tiên này được cái là nó rất là mỏng manh, và nó có cái điểm yếu là cái thằng nào mà đụng vô nó là nó đụng vô nó là nó sẽ biến những cái thứ nó thành hiện thực. Có nghĩa là cho nó cái gì là nó biến thành hiện thực, nói cho nó nghe cái điều gì là nó biến thành hiện thực. Đó, con tiên nó bị vậy đó, nên là anh chị phải giấu con tiên này trong buồng trong nhà. Nhưng mà vô tình một ngày là có kẻ xấu phát hiện ra nhà các anh chị có một con tiên, và chỉ cần nói cái gì cho nó nghe, chỉ cần dụ nó cái gì thôi đó, chỉ cần dụ cái gì là cái con tiên này nó ok cái là nó sẽ biến nó ra. Và cái một hôm trong có một kẻ xấu không có thích các anh chị, ganh tị, bởi vì là tại sao anh chị có con tiên đó. Thế là biết anh chị giấu con tiên ở trong buồng, nên là vào một hôm thì nhân tiện anh chị đi vắng và lẻn vô trong buồng và gặp cái con tiên đó. Cái xong dụ dụ con tiên là em nói nghe nè em, cái con chủ của em đó, nó không có tốt, và anh tốt với em lắm, anh sẽ dẫn em đi khắp nơi, đi chơi khắp nơi. Và bây giờ em hãy biết làm sao mà cái con chủ này nó nằm một chỗ đi, rồi anh sẽ dẫn em đi chơi đó. Cái bắt đầu lúc đó là ý thức anh chị là cái kiểu sợ sợ, cái ý thức anh chị đó là sợ, ý thức của anh chị là anh chị đó, anh chị gác cổng mà, anh chị là người gác cổng mà, anh chị sợ quá, hoặc là anh chị ngủ quên nên anh chị sợ quá, cái nó cái con người xấu tính đó là lẻn vô nhà các anh chị, là lẻn vô họ kích động cái con tiên đó các anh chị. Và con tiên đó nó gây ra những cái gì ạ, ai kích động nó, ai mà nói ngọt là nó nghe, mà dụ 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 cái nó nghe cái ra nó làm cho anh chị ngủ luôn, hoặc là nó ra cái nó phá nhà các anh chị, hoặc là dụ là ra ra thiêu cái nhà các anh chị đấy. Nói chung là đùng đủ trò, nói chung là cái thằng đó nó không tốt mà nó nói làm sao cái thằng đó làm cái gì, cái con tiên nó ra nó làm cái nó phá luôn cái gia tài các anh chị, cả cái gia tài các anh chị bị mất đi bởi vì cái thằng kia nó ám, cái thằng kia nó biết điểm yếu của con tiên, nó phá con tiên mà nó gây hại các anh chị. Nhưng mà nếu như tiềm thức của cái ý thức của anh chị là mạnh mẽ, anh chị rất là hung bạo, ý thức anh chị rất là hung bạo, và anh chị bản thân anh chị rất là hung bạo, nên là ai mà thấy anh chị đều sợ hết. Có nghĩa là ai đều biết là không thể nào mà đụng chạm vô con tiên được, nếu mà đụng vô là phải đi qua cái chân của anh chị, phải bước qua cái thân xác của anh chị thì mới đụng chạm vô con tiên ở nhà các anh chị được, không ai dám tới. Và dù có ai đó tới mà muốn xâm phạm với con tiên của anh chị thì anh chị có một cái rào cản rất là chắc, dám đụng vô con tiên nhà tao là không có được hả. Nên là ý thức của các anh chị nó phải được đi học, nó phải được huấn luyện, nó phải được dạy dỗ để nó bảo vệ cái tiềm thức của các anh chị. Thì như bài tiềm thức mỏng manh nó có thể làm cho anh chị những điều tuyệt vời, nhưng nếu như nó bị ám thị những cái lần không tốt, ví dụ như là mày không có thành công được đâu, mày đừng có làm mấy cái chuyện mà nó vô bổ như vậy, mày đừng có làm mấy cái chuyện mà nó không có mang cái giá trị cho ai như thế, mình không có thành công được đâu. Tóm lại là cái cuộc đời của mày hãy sống yên ổn đi, mày cứ học tập thì chi đua đòi chi đó. Thì nếu mà đó là những cái lời ám thị không tốt, và bản thân của mày là xấu xí như thế mà ai mà sao thành công được, thì đó là lời ám thị không tốt. Nhưng chúng ta phải nhớ thì đó là những cái phản ứng khác biệt. Rồi hôm nay chúng ta kết thúc tại đây thôi các anh chị, sau thì em sẽ tâm sự với các anh chị tiếp, ngồi nghe đọc sách vui vui thôi các anh chị ha, chị hiểu thêm. Và nếu mà anh chị muốn hiểu thêm về sức mạnh tiềm thức, và cũng như là cái việc mà ứng dụng những cái bí mật về luật hấp dẫn, hoặc là khai phá sức mạnh bên trong các anh chị,
để mà giúp anh chị gia tăng thu nhập hoặc là có cuộc sống tốt đẹp hơn, thì anh chị có thể liên hệ những cái người mà gửi livestream này cho anh chị nè, để anh chị vào và chương trình chạm tại nâng tầm phong cách sống của em theo vào mỗi tối từ lúc 19 giờ đến 21 giờ trong Zoom. Và thứ hai thứ năm thì chúng ta nghỉ, thứ ba thứ tư thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì chúng ta có cái buổi tối học tập ở trong Zoom. Nếu được anh chị hãy liên hệ với những người chia sẻ livestream này, hoặc là anh chị nhắn tin vào cái fanpage của em theo, hoặc là đăng ký trên cái link mà anh chị được nhận thấy á nhé. Rồi xin chào và hẹn lại các anh chị. Chúc anh chị ngủ ngon, trải nghiệm của thành công, sự thành công và giàu có. Xin chào.